Xin chào quý thân mến, hiện tại em cái đang con đường đi vào túp lều của cháu Trà. Hôm nay em cái vào để đi sim cái cây hoặc là cái cây tre mình chuẩn bị để mở rộng cái túp lều của cháu Trà. Hôm trước có vào đấy nhưng mà cô đấy cũng không có thì không ở nhà thì mình cũng chưa xin được. Hôm nay thì em cái vào xem mà có thấy cô hoặc là ai có cái cây ấy, mình có thể xin về mình mở rộng ra cái đàn sau nhé. Hôm trước thì cũng chỗ đấy vào đấy xem rồi thì không biết là cháu Trà nó có ở nhà không ạ. Đi vào xem. Đang mở cửa rồi. Đâu cháu? Cháu? Dạ. Đâu rồi? Ừ. Cháu? Dạ. À. Chào cháu. Cháu đang làm cái chỗ này à? Cháu chú. Vâng, chào cháu. Ngoan. Đang hôm trước thì chú đã bảo là cắt cái này rồi, bây giờ hôm nay chuẩn bị mình vào đi nhá. Chú lắc cho chú cháu mình đi sim ấy. Có cô ở ngay cạnh, không biết là cô ở nhà không, thì sim cô một cái cây ấy, mình có thể đi về làm cái túp lều ấy nhá. Cái này lấy về cho lợ hay thế nào? Lúc con đi làm mất chưa? Chứ nè. Con đi sẽ yên chỉ đen thì nó đang làm chưa. À, chắc là bác gái sẽ lấy để tiếp tục đi trồng. Thôi bây giờ chú nói với cháu này, lát nữa mình đi sim cây trước thế nào, cứ đi và sim cô ấy, bác gái ở bên dưới này, nếu mà ở nhà sim với cây ấy, xong thì mình sẽ về làm cái chỗ nền này sau nhá. Ý là sửa mình biết mùa thô ấy, thôi thì thô là tàu, chống mà phía mà lò mua cho chai cho người ta uống thế này nhỏ. Bây giờ cái chỗ này đang mở rộng, cào lấy cái cỏ trước, mua chai này cho chấn đô thôi, rồi. Chai chấn đô, củi chấn đô được không? Thì hôm trước thì em cái cũng đã bảo cháu Trà rồi, thì mình chặt cái cây xong bây giờ hôm nay lại tiếp tục vào đây mình xem nào, đi xin được cái cây tre thì mình có thể mở rộng làn đến tận đây nhé các bác ạ. Vì hôm trước em cái rơi cái miếng bạt này mình cũng đã đi vào nhà bác gái đấy để bắt ở nhà cho cháu Trà làm cỏ này, một lúc xong chú cháu mình đi xuống không biết là bác gái có ở nhà không. Ơ cha là phải đi cha chân đâu là phải đi không kìa anh ấy. Im chỉ mỗi nhìn lót hao, chị nhớ chè nhớ, nhìn lót hao này. Nhớ rồi nhá. Cổ chân đâu à? Cổ chân đâu thì cầu chân đâu nhỉ? Cầu chân đâu thì cái bé mũi. Không đi dép vào à? Chị tao khâu lòng. Chị tao lòng, chị tao mà người cha chị chùa. Mẹ, cháu còn đi chân đất, không đi dép. Cho dép này trước kia, cô bác gửi đến ấy. Làm hết cái cỏ, kiểu như tào hết cái cỏ thôi. Chú nói với cháu này đây, chị có một cái cuốc phải không? Cái này mình cào ra đây, mình làm một cào thế này. Nhà cháu nhặt cái đá, nhà đá xong mình cào làm cái cỏ đấy thôi. Không phải lấy cái đất mà. Chờ cháu nhặt cái đá đi. Chú cháu ở trước, xong thì lát nữa mình đi xuống nhà bác gái đấy ở dưới này đi xin cây nhá. Đây, mình phải làm sạch thế này. Làm cái chỗ cỏ đi. Làm cái này dọn sang bên này trước, xong là lắc này đi xin được cây về, xong là mình sẽ mình cân ra, kiểu như làm chiến ra đi một thành được một cái dừa ấy, đặt cái dừa chắc đến đây thì mình sẽ để tiếp tục làm cái túp lều mở rộng dàn đến đây. Đi vào nhà bác gái nhỉ, đi mình đi vào xin được cây trước đã, còn cái chỗ này thì làm sao luôn nhá. Thì mì chiếu này thì chắc là hôm trước cũng giặt rồi nhưng mà mình để đây. Lúc nào mà khô thì lấy vào nhá. Đây cũng ăn mưa thất thường ấy, chỉ vẫn chưa khô. Cháu tôi ở đây. Hôm nay thì vào thì bác gái cũng đằng nhà sao. Đây. Đây, cháu chào cô, biết chê rồi. Hôm nay chắc là đang ở nhà nhỉ. Nước gì mới chị rồi? Nhà chê đi, sao chê chê. Đang ở nhà thôi. Nhà bác gọi bác đang ở nhà, đây là bác gái hôm trước em cũng có bảo bác gái mình sẽ về đôi lúc mà mưa to vào thì cháu chả vào đây ở trú mưa ở nhờ. Khá là hoài
cứ lò nó đi lò chi nhất lò ấy. À thế thế có em này đang ở nhà không? Thế em. Ở lò ấy lò 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 nhiêu hay à? Như bữa ta cứ lò sau xả lúc à thì lúc che thì bé sau của cái hồi tôi vô của đam chỉ thế nhau là dưới hồi xa rồi. Ừ. Thì thôi lấy sống thật tao. Thôi mà, thôi tao mà. Ừ. Tao. Cho cháu xin một cái cây ấy để về cái tú lều của cháu Trà bây giờ muốn làm rộng ra để sau này mà mấy hôm này còn mua cái dừa về cho Trà ấy. Nhìn thấy cái tú lều của cháu Trà nó bé quá thì hôm trước cháu cũng có vào đây rồi nhưng mà không, cô không ở nhà. Nó bẩn lò mà chị bẩn nhất chê là thì chị hái thì là nó không cho lò. Nhưng chị xuống sống lò thấy được sống tao. Thôi tao. Nhớ thì cho bé xuống. Tao đi, nó rung, nó cứ lò lắm. Tôi trời thôi ấy sống á chị lò chi. Em cái cũng hỏi cô bảo là vẫn có thì cô cũng xin được, cô bảo là cho xin. Thế đâu cô đưa cho cháu đi xem nào. Nhớ thì. Đâu. Chị cho bé xuống có thì muốn. Hôm nay nó cho tao muốn. Đấy ạ. Mình cũng vào hôm nay cô bảo là có, cô sẽ cho. Cũng xin được thì anh em mình sẽ đi vào đi xem trước. Thế bà xem nào, cây đang ở đâu? Chia gì nhớ thử, chứ sống nhớ thử. Không trong đi à? Cho hâu thì cho hâu lỗ rồi. Hâu lỗ. Hả? Không cho hâu lỗ, nó lấy cho lâu rồi. Này, ruộng ít thì còn được. Ủa, rau, có tủ từ rộng quá, sửa tủ từ rộng quá. Cái xế rồi, cho lỗ lỗ từ rất xí xế. Hả? Rất xí xế, lỗ lỗ, rất lỗ. Cho tận đi tiếp, tụi này tiếp cho hậu giờ gì không? Nhớ không ạ? Thế này cô à, cho trên chú. Cô cũng bảo là đây vẫn là cây này, cô cho mà, cây này mình thích lấy, đây cũng được mà. Cũng ở đây cũng có nhá, tức là ở dưới này cũng có. Vì cô đã bảo là xem là nếu mà cái cây này, cây tre này khó lấy thì mình có thể lấy ở bên dưới này. Nếu mà giờ yết sửa la mà chỉ chia ít thủ ở dây không cho nên ôm mà chia cho dây tao to. Tâm. Hả? Thế thử lo rồi. Thế thử lo rồi. Thế yết sửa chia thủ lo thì nó dây trong gì à chú rồi đó. Thế gì uất rồi. Đây à. Đây là cũng có, đây là cây. Cô bảo là cái chỗ này khó lấy thì chắc là tí nữa mình bảo làm được lấy được thì chúng sẽ lấy cây này, cũng xin được cô ạ cũng cho. Thế mình phải chọn những cái cây bé bé ở bên dưới. Nhưng mà chia tết thủ mê chứ sao đã tết giống gì luôn cho nên sao? Chứ này chứ tết thủ nhớ nhớ là sao đã hai á, giống gì luôn à? Tết đâu. Nếu mà giờ chưa tết nữa mà hồi đó nó rồi tết rồi cây này tết rồi tết rồi. Yeah, cô bảo là cái cây bên trên thì cô cho lấy mấy cái cây đấy nhưng mà khó lấy thì thôi. Bây giờ cây này vẫn là cây của cô ấy thì cũng lấy ở đây. Tết rau mà chúng ta. Lấy những cây bé bé. Đúng đó. Ở tủ nhớ nó đã sao đã hay không? Đúng rồi. Kia hai đi mang nha. Thôi tao lì mà ít một gạt số thôi chỉ mới mãi á, mà chia nhá. Đây ạ, hôm nay chúng vào đây cũng xin được là cô cũng đã cho cái cây này rồi, thì cái tre mình có thể chặt xong mình có thể dùng cái cột làm cột trụ này, có xong có bổ trẻ ra, xong mình có thể làm kiểu dạng trong cái túp lều ấy, xong mình có lập miếng bạt lên trên thôi. Thôi cái phần đấy mình sẽ lấy sau ạ. Đây là cái mẹ của em già nhá, em già hai vợ chồng trẻ vừa mới tách ra ở riêng. Đây là cái ngôi nhà của mẹ em già. Thì không biết là đây cô có thể cho cháu hỏi bây giờ ấy thì già cũng là con trai cả của cô phải không? Rồi với những cái thì xin lùi nhất thì ra thì ở ô tô tú lo nó tú lo mà ồ mà đi chôn đấy chả tú ô thì phải người nhóc gái chưa à bé à người đấy từ một tuổi cho bé mới tuổi ồ người nhóc gái cho bé tuổi tuổi ồ phải vì chả thì thôi mà thì phải người nhóc gái phải người nhóc gái mà đây là người nhau cả chế, người tôi nhau. À. Nhớ cái tuần nhẹ. Cô bác ạ, cô cũng bảo là gia đình cô rất là khó khăn, chồng mất thì cũng không biết là mất bao lâu nhỉ. Vậy áo thù à, anh chị à, anh bóng hôn hôn đây lên này nhỉ? Sẽ lên một cái xe chồng, bước một xe chồng. À, chồng mất. Thật thôi, chị thôi mà cho mình con mấy nhà tự sản như thế này. À. Mẹ lý này. Cô bảo là lúc chồng mất thì em già kia đang còn tầm tuổi giống như cháu Trà này, thôi nhá, cũng rất là nhỏ. Bây giờ em già cũng có gia đình rồi, thứ em già là con cả thì tách ra em già tự ở riêng. Bây giờ cô cũng không giúp được cái gì nhé. Cô bảo là bây giờ cũng đông con ấy, tức là đông con trai, ba đứa con trai rồi. Bây giờ mình không biết là một thân mình thôi, mình cũng không thể làm được cái ngôi nhà kiên cố để chỗ ấn định cho vợ chồng em già thì cho vợ chồng em già tự ở đấy ạ. Thì hôm nay thì em cái cũng vào xin được cái cây để chuẩn bị làm sửa lại cái túp lều của cháu trai. Thì cũng muốn vào chia sẻ xung quanh một cái ngôi nhà của cô bác của cháu Trà nên tức là cô này cũng là vai vế là chị của mẹ cháu Trà nữa cơ mà cũng là cô này cũng về lấy chồng ở gần đây đấy, hôm nay thì em cái quần đây đấy là vẫn không nhà gỗ nhưng mà từ cái không cứng thôi cái xà thôi còn xung quanh cái bưng cái tấn bá nhưng mà vẫn là thì chỗ này làm cũng lâu ấy để bên này thì mình cái tấn bá thôi chú như ngôi nhà này cần thiết để nếu tu sửa lại thì cũng mất 30-40 triệu thì mới tu sửa được. Phần bên trên mái này cũng pro nhưng mà trên gác cũng không có gì nhá, ngô cũng hết.
Thì bây giờ ngô hết ngô rồi thì thằng nào lúc là em cái vào thì hỏi em già bảo là sao mà bố mẹ lại không chia ngô ấy, thì em già mới kể ra là bây giờ ngô ở nhà này cũng ít hết rồi, mẹ bảo là lúc nào nấu thì sang đây đi ăn thôi, lấy ăn thôi nhé. Hôm nay thì cháu cũng vào đấy xin được, nếu mà cô cũng cho cháu trả cái cây đấy thì cháu cũng thay mặt trả cũng rất cảm ơn cô nhá. Sao xanh ơi, một lò kia mình chỉ thảo bếp, một gạt thảo bếp mà tôi chia nhá. Ừ, cái lò và thô, bú chia muối là cô chào nhá. Ừ, chơi, rất là cảm ơn cô. Thôi trả bây giờ thì anh em mình đi thôi nhỉ. Để cái nền của cháu trả đấy, cô này thì cũng nhức nhô ấy, mẻ của em già đây này. Tức là nền đá bây giờ nó chưa mặn mà. Đây là em trai út của... em già, vẫn có một em đấy đang đi làm đấy ạ. Bây giờ em đấy là không ở nhà. Bây giờ thì em cái anh em mình đi vào lấy con dao, đi sang nhà bác đi lấy con dao nhỉ. Đi vào đây. Mình đi vào xong rồi xem lại chỗ đấy. Ôi. Tiếp tiếp quá chị ạ. Ôi. Đấy, chả đấy chả phải bác này. Chú đâu ấy gì ấy. Hả? Chú vào lấy gạo à? Đi cầm một thùng nhựa lớn no này, cầm một thùng nhựa no chưa? Ô, đi vào nhá. Bây giờ này, cô bác ạ, chú hay lấy lúc vào lúc anh em mình đi rồi, thôi chú vào lấy gạo á. Ông gà thu mua mấy giờ? Ông gà thu mua cho mấy giờ no? Mà chú mua thu mua mấy giờ thì tôm gà đi. Chú mua thêm tôm gà này nè. Nhưng mà lúc em cái vào thì có thấy chú vào giúp đâu, bắt ruột của cháu trả bây giờ cũng lấy gạo. Thôi vào nhà đi nhá. Bắt vào đấy, vào đấy để cháu giải thích cho bác. Bây giờ thì cháu chả cũng không có gạo để ăn ấy. À đi. Chắc là bác cũng đến lúc vào lấy nhanh quá xong rồi làm dơ mấy hạt đây nữa không. Ôi cháu, rồi, chả ngồi đây. Bác, chú ngồi đây. Thì cũng hãy được xin dạ chi đâu chả. Ôi rồi, ngà xu thì ngồi đi cháu chỉ hài cháy rồi. Mà tên này mùa, này khá có tà là ô thế này, ô thế chỉ hài này à. Bác đang nói chuyện kiểu như bác bảo là bác tính là cháu trả hồi nhà ấy, về lấy thế này cháu không nhìn thấy ấy. Cháu đi nhà cổ bác nói thế. Cháu nói với chú nhá, bây giờ ấy, cái đồ đạc kiểu như yếu phẩm tức là cái đồ ăn của cháu trả thì cũng cô bác hỗ trợ thôi. Bây giờ bác không giúp được thì cũng mong là bác lấy một ít đấy cũng được, nhưng mà thôi cháu nói với chú này, mình lấy gạo ấy thì lấy như thế này, suốt ngày cứ vào lấy như thế này, nhiều cái cũng cô bác cũng nói này, mà cháu chả lúc không có ăn thì bác có giúp được cái gì không? Thì cháu cũng rất là mong bác đừng có mà lấy như thế. Lấy thì chỉ lần này thôi nhá. Vì lấy nhiều quá thì cháu cũng bảo với bác này, bây giờ mình cứ vào lấy như thế này mình cũng không giúp được, không cho, không nua được rồi. Mà cứ lấy về cái gạo của cô bác gửi đến cho chả thì lại không tốt. Làm như thế là không tốt đấy. Cũng hãy thử ở Nhật Si, anh nhờ tiền gà mà dù cho tôi thô mà ý là gà kia không bú miễn nó tàu nhưng mà ý rào thôi. Ý rào sư rào mà chứ tùa đâu. À đi á? Ừ, rào sư tàu gà đâu. Gà non tàu mà nửa ấy là hay chỉ trong chùa ấy. Rào sư rào chín gà đâu. Bác đã bảo là hứa với em cái gạt được cái lần này, chị hứa lấy lần này thôi. Lần sau nếu mà bác muốn vào lấy thì kiểu như bác sẽ vào xin. Nhưng mà lần này bác vào kiểu như lén lúc nhé bác, cô bác ạ. Anh em mình không ở nhà lúc em cái vào cháu trả mình còn đi xi cây ấy, về xong rồi tự dưng bắt vào đấy chắc lý nhanh quá mình làm dơ mỹ được không? Ơ lỡ giờ có thể dọn không đi lỡ? Bây giờ có sổ mè sổ à? Lấy cái phần bé được không? Chắc là bác cũng ghen từ lúc em cái đưa cháu trả vào đấy lại mình không gửi lên đồ lên bát nữa rồi, không có gạo để cho các con của bác ăn sao ấy. Này bây giờ xi mẫu hái từ lâu em nhìn đi cho khổng ú nì đây cho Paul là gà tua cho nì là thì còn nữa thì cho nên nó là chỉ phun gà một số nó đâu là chỉ phun là chỉ phun gà là mà đi đi đâu giờ ung mình giờ chỉ tắm nó thế thôi, cái không mày cho mình giờ hay đi á cái không mày thì mình giờ chứ mình giờ chỉ tắm nó mà thế thôi ạ chỉ tắm nó mà thế thôi, gà nó thế thôi chín gà đó, gà tàu nó thế chín gà. Bác nó hứa với em cái bảo là chị lấy lần này thôi, không có lần sau nữa cô bác ạ. Lần sau nếu muốn vào lấy thì cũng phải xin. Nói thật một câu, mình phải xin thì có khi là được nhiều tí nhá đi. Bây giờ bác cũng chắc lấy rất là vội, lấy nhanh sau lấy cái túi bóng về đây này. Lấy cái tên tầm khoảng 3 cân đấy đấy, 2 cân hay 3 cân đấy. Bác còn dùng cái túi bóng đây này. Thôi chú này, cháu nói với chú nhá. Bây giờ gạo thì chú đã lấy được về cái túi bóng rồi. Thôi bây giờ cháu cũng tính ra là cũng không cho chú lấy đi. Nhưng mà chú bảo là cũng lấy đi cho con thôi. Thì cháu nói với chú, lấy thì cũng lấy lần này thôi. Lần sau đừng có làm như thế này thì là cũng kiểu như là không tốt đấy, không được tốt đấy.
Hứa lần sau không vào lấy như thế này, họ nhìn thấy thì nó không tốt. Thôi bây giờ cháu không bảo bác nhé, cháu đưa cho bác cái phần này thì bác cũng lấy đi thôi, lần sau không được vào làm như thế nhá. Tức là cái đồ ăn của cháu Trà này, như đồ gì có bác gửi đến thì để cho cháu Trà nó tự, nó phải dùng, nó còn ăn uống mà không? Nếu cho nữa chị không no nữa chị no được không mà? No chứ, no để nó để xong. Nó chỉ là chuyện no tan này đi, rồi mình tao no thế cái khó mệt chứ. Bác bảo là con hết gạo rồi thì thấy cháu Trà không ở nhà thì bác cũng lấy đi một ít thôi. Bác hứa lần này sẽ không có lần sau đấy nhá. Ừ, thế thì bác cứ lấy đi nhá. Sợ con không có ăn thì bác cứ lấy đi. Mà cả muỗng ngon lắm, cả một chế. Hôm nay thì vào gặp thì thấy cảnh là thôi Trà vào đây. Đây là vào đây để chú nói với cháu này. Chắc là bác ruột của cháu ấy. Mà cũng hay lén lút đấy của bác ạ. Bây giờ bác lấy từ cái hôm mà bác vào chửi em cái ấy, kiểu như bác cũng không dán để gạt mặt mình ấy. Em cái vào đây thì bác cũng không xuất hiện, nhưng mà hôm nay lén lúc vào lấy thấy bác lấy cái phần nhu yếu phẩm của cháu Trà đi như thế này lại không được. Làm thế là cái tính kiểu như là mất cái hình ảnh xấu này không được. Mình muốn về lấy mình cũng phải về xin, hoặc là nói chuyện kiểu như xin một ít đàng hoàng còn được nhá. Chú nói với cháu nhé, bây giờ cái phần nhu yếu phẩm gạo ấy thì cháu cũng lúc nào đi làm mình đi đâu mình phải lấy cái chan này để cất nhá, kiểu như che lên này, cứ để đây như thế này bác vào lấy nó kiểu như nó cũng vào lấy nhanh, nó ví dụ bác thấy mình đi qua xong bác vào lấy luôn này nhá. Cái đồ ăn không hết xong thì mình cứ gọn vào lấy túi bóng để buộc vào nhá, để làm khí hiền ấy, kiểu như mình buộc vào gọn vào ấy, để lúc xém nào mình đi làm về thế đồ mất cái gì mình còn biết ra phải không? Đấy, hôm nay em cái cũng vào để giúp cháu Trà mình đang dựng cái lều mì tôm đây này. May mà lúc đấy chắc mình cũng về nhanh ấy, về nhanh thấy bát nó không dám lấy số. Cái thùng này ướp à, bên dưới ướp phải không? Thế, còn bao nhiêu gói nhỉ Trà? Đấy, còn chục gói. Em cái đến rồi. Thì cái thùng này chắc đặt ở đây xong là mưa vào nó ẩm ướt vào. Thì cháu bây giờ mì tôm thì chắc là bác cũng có vào lấy không? Lấy. Bác vẫn lấy á? Lấy một ít thôi. Hôm trước thì bác cũng về lấy một ít. Nhưng mà chắc đây, bác cũng đã hứa em cái cũng rất là mong lần này sẽ không có lần sau, không có lần thứ hai nữa. Chỉ là thấy bác vào lấy lần này thôi các bác nhá. Ở bên này cũng còn hơn chục gó. Bây giờ đồ đạc của cháu Trà cũng cái túp lều nó cũng nhỏ bé mà cửa thì mình cũng không khóa, kiểu như là không có cái gì khóa, kiểu cái dùng cái cây cỏ bo để làm cái cửa đó, mình cứ đi vào đâu đi làm thì chỉ có đẩy vào đấy thôi, che đây thôi. Thôi bây giờ thì mình lấy con dao để đi chặt cái cây nhá. Vâng. Đi. Đây, cái con dao đây. Lấy đi. Đấy. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi chặt cái cây cái che đấy để còn bổ. Cô đang gõ đầu sao lúc đấy là anh em vào thế à? Cô đang nó chỉ là thôn chúng ta hầu rồi. Cháu đi vào chặt nhá. Một thôi chia ký tuổi nhá. Thế chả mình đi nhỉ? Bây giờ thì mình sẽ đi vào chọn những cây nào mà tầm vừa ấy, mình đi chặt bên đấy. Ôi, chào em già. À, chào anh nhá. Đi đâu ấy? Lên nhà mẹ đó à? Vâng. Tôi nhìn đi thế là? À, tôi này. À. Đang lên đây chơi hay lên thế nào? Năm đây chơi. Thế à? Thôi anh em mình đi chả đi vào đi chặt cây. Vâng. Yeah. Em đi giúp chả nữa. À em lại giúp chả nữa à? Vâng. Được thôi. Nếu mà có em già giúp chả vào chặt thì tốt. Em cái sợ là không có người vào giúp ấy. Thì em cái một mình nữa, chả hai người thì mình làm cũng là thế lâu hơn. Nhưng mà thế em già và đã đang lên nhà mẹ thì cũng là muốn giúp ấy. Thì không, bây giờ mình chọn những cây nào tầm vừa để chặt thôi. Mình cũng xin được mẹ em ấy. Vâng. Thì anh có vào đây xin rồi, mẹ em bảo là có cho một cái cây ở bên trên đấy nhưng mà cây đấy khó lấy. Thì mình phải chọn những cái cây bé ở đây thôi. Những cây là dễ lấy ấy. Dễ lấy nhất thì mình cứ lấy thôi. Em sẽ hộ thế nào mình lấy những cây nào mà dễ lấy ấy. Đấy, số thế thủ mềm thì là dụng như thế. Chặt cái cây ngắn đâu, mẹ bảo là thế nào? Thế này? Cái này cũng được. Hả? Chia tủ lũ luôn đi nào? Chia lũ luôn.
Từ đi á. Đi. Đi. Đây là mẹ của cháu già, tức là người xin cô cũng bảo là để chặt những cây nào bé hoặc là những cây nào ấy dây lấy thì chắc anh em thì lấy cái cây này. Tiện là lấy cái cây này xong tí mình bổ ra nhỉ? Ra nhỉ? May là cũng có em già hôm qua đến nhà cháu nhà mẹ cũng gạt đến em đây rồi muốn giúp cháu trả làm nữa. Đi, cái cây cái chê mai ấy, cái cây này. Này lúc mình làm cái mang khô thì cái loại này rất to mà cũng rất ngon đấy. Chả tránh cũng ra một tí nhá. Từ từ nhá, cẩn thận nhá. Đó, mình chặt thì phải để ý thôi. Tránh tính ra như thế nào để dễ nhờ chuẩn bị đổ đổ sao ấy. Kéo à, kéo xuống à, à được rồi, được anh em mình kéo, mình kéo vào đây, xả xả vào đây, kéo vào đây, em đi chặt với anh em mình kéo vào đây, ok à, chặt cho nó chặt ấy nhá, được chưa? Xong rồi mình lấy cái này dòng hết. Đây, lấy cả cái này đi. Một tí là phải chơi 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 chơi. Còn một cây này thì chắc mình chặt để một cây để nó chôn đấy. Chôn ở bên dưới mười tám mươi tuổi 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 nó đúng rồi, những cái cành này những chỉ khả năng này em tốt như vậy. Đúng rồi, chặt nhạt cái này. Em già bảo là nhặt cái này chỉ lấy cho bò ấy, lấy lá cho nên là phải chăm chăm dụng những nó rồi hiểu. Đây cái này bò ăn ấy, mình tận dụng những cái này. Em già đã bảo cho trả. Em thưa đi xong rồi. Chả ngọt quá. Cái mặt thật khó. Cho con này ra đi bỏ vô nhé hả? Của cháu thì cho thủ trông vô ở vô là thí, thí cho vậy thế đi. Em thưa ấy. Lấy đi, lấy cái cành đi. Chưa. Cái này thì nữa mình đi làm cái cây trống này, cái cây trụ này, cái trụ bên. Đấy, em cứ tỉa tỉa lấy cái cành hết. Anh nhặt cái lỗi. Để ra thôi. Ơ hôm nay mình cũng em tái vào đi thì cũng giúp cháu trả bây giờ mình cũng lấy được cái cây vào đến đây rồi. Thôi đây dạp này vừa đi giúp làm vắt một chuyến ở bên dưới về xong tất cả mồ hôi đấy nhở. Ôi rồi có cái mũ này đổ mình đi đâu bây giờ được phải có cái mũ này đổ nhá. Không biết là chả không có hay có nhỉ? Chả có nên sao không đổ mũ đổ cái kia nó từng đi á. Từng à? Không biết phải trên cái nó cần đi à? Có một thằng nó cần đi á? Vâng. Ô, xong rồi lại về chả có biết là họ về lấy không? Hả? Thì từ đằng ra? Nó đi hẳn ớt qua trên này nơi hẳn rất đông. Mời từ từ. Nó thế. Cái từ từ. Tức là có một hàng xóm thấy cháu chả đang đổi mũ ấy thì bảo là nhìn thấy cũng rất là đẹp bảo là mượn đi đổi thôi bây giờ mình mượn đi mai kia đi lấy về nhá. Vâng.
lấy mình có cái mũ để đổ ấy. Thôi bây giờ em già có bận gì nữa không? Ý chí ơi, muốn chị mua. Chị mua gì? Thế còn nếu mà bận gì thì đi về làm về nhà ấy, thì để hôm nào nếu mà anh vào bây giờ mình lấy cây vào rồi thôi. À, chắc là bây giờ cũng đến giờ trưa muộn quá, chắc là em chả có đi úp mì để ăn ấy. Để chắc em cái cũng xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo.